nó như nè, cái ngón nó tay. như nó như nè. Ngón tay nó đưa lên, đúng rồi, Vậy khác nè, với Campuchia với còn cái Thái. này á là Thái là như nè. Đúng rồi đó, Lào thường thường cái ngón tay nó khác, nó múa khác. Ê, quá, Là phải mày còn quên cái nữa, mày chấm cái chỗ này rồi quá. Cái ủa này Ấn này, Độ bà. cái này gì vậy, về quay hay chụp Cái vậy? này anh đang quay. Quay hả? Quay rồi phải không? Chụp Để bánh rồi phải anh đang quay để coi nó giống cái nào vậy nè. Còn cái lào là nó vậy Đúng nè rồi, đúng rồi, cái bàn tay nó khác nhau vậy đó. Bây giờ chuẩn bị trả phòng về thành phố Sài Gòn. Trả phòng lũ khủ ba lô. Đây chìa khóa phòng nè. Bye bye, tạm biệt mũi né. Nó tí. Rồi bây giờ gia đình mình sẽ đi đi ngang qua cái tháp Chàm để mình quay một đoạn phim để làm MV nha cả nhà. Đó rồi sau đó rồi mình thẳng về Sài Gòn luôn. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt resort, tạm biệt mũi né. Tạm biệt tụi mình quay. Tạm biệt mũi né, tạm biệt resort. Không nhận cảnh quá đẹp luôn. Sẽ đi về Sài Gòn và ghé ngang tháp Chàm để mình quay một clip MV. Giờ về nè, em có đơn thứ 6 giao cho năm em làm. Thì một số bánh sinh nhật với lại em 12 cái bánh tét. Lên đây kiếm cái mà hướng biển á. Bữa nào cho mượn cái mắt kia. Mượn đường. Trời ơi cho mượn liền chứ. Trời ơi nó hào phóng lắm là mà chính đeo này vô là thành. Và bây giờ gia đình mình sẽ đi vào trung tâm thành phố Phan Thiết và phải đi vòng qua phía bên kia để mà đi đến một cái không mình thoải mái.
cái khu tháp chạm đó các bạn. Ừ. Rồi bây giờ mình đã đến nơi và ở đây có rất nhiều xe du lịch đậu ha, taxi cũng có. À, cái khu phía ngoài này rất là rộng và người ta có những cái gian hàng cho thuê đạo cụ quần áo của người Chăm đó các bạn. Người ba chục. Cái này đóng cửa, cái này mở cửa, nóng quá lên xe rồi. Dạ. Cái này đóng đúng không? Cái này mở. À, có gì mà. Anh cũng đi nữa hả? Anh làm hướng dẫn viên hả? Quay, từ từ. Lần đầu cũng đi. Có nháy mà. Lần đầu cũng đi. Quay nhanh chút. Lên, quay đi, quay đi. Đấy. Anh lấy nhà nữa. Dắt nó đi. Hiểu chưa? Đây là nắm tay. Nắm tay. Qua đây. Có ngỡ đây đây. Ở đây nó có trà trường, nó mất. Đi lên xa không ta? Đi đi. Gì vậy? Đi theo bà gì vậy? Chị phụ ở đây nó cho thuê trang phục. Tới 50.000 bộ à, rẻ ghê. Chị phụ. Ủa chị đi theo sao quay hả? Tại hai người đi theo clip của này à. Rồi, cho thấy được tiếng dân tộc kìa. Hỏi vậy. Không mặc không? Thôi mình đủ rồi. Thôi mình đủ rồi. Không hên hai giờ trời cũng mưa. Rồi bây giờ mấy chị em mình sẽ vào bên trong để tham quan tháp Chàm nha các bạn. Và theo như mình là biết ở trên mạng thì tháp Chàm còn gọi là tháp Chăm Phố Sanu. Rồi cái phượng nè. Hay còn gọi là tháp Chăm Phố Hài, là một nhóm di tích đền tháp Chăm còn sót lại của vương quốc Chăm Ba ngày xưa. À, tháp Chàm nằm trên đồi Bà Nài thuộc phường Phú Hải, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 7 km về phía đông bắc. Nhóm tháp này có phong cách kiến trúc Hòa Lai, một trong những phong cách nghệ thuật cổ của Champa. Cô biết đâu. Okay. Cỡ hai vé 300.000 á, sao cả được. 300.000 khác à. Ôi đất ơi vậy hả? Hai vé 300.000 Mày nói cái hai người ơi thiệt cái này. Đường đi lên tháp Chàm. Mắc hơn là đường về đi. Mắc hơn là vô vườn nho nữa hả? À, thì vé vô cửa ở đây cũng rẻ các bạn, chỉ có 30.000 hai người là 15.000 một người đó. Vô đứng nuốt bà chỗ này đi. Rồi rắn cắn ạ. À đó, bây giờ mình sẽ quẹo ở đây để mà mình đi vô cho nó gần nha. Thì ở đây là có dài ba cái tháp ta kêu bằng là nhóm tháp đó các bạn. À, nhóm đền tháp Phố Sanu là một trong những cụm tháp còn tương đối nguyên vẹn. Khoảng cuối thế kỷ thứ 8 đầu thế kỷ thứ 9, người Chăm xây dựng nhóm đền tháp này với mục đích để thờ vị thần Shiva, là một trong những vị thần Ấn Độ giáo được sùng bái tôn kính. Thế kỷ thứ 15 xây dựng thêm một số đền thờ với kiến trúc đơn giản để thờ công chúa Phố Sanu. Công chúa Phố Sanu là con của vua Parachan, là người có tài đức và phép ứng xử. À, vì vậy cho nên công chúa được mọi người yêu mến. Rồi. Tháp nào đâu tháp lượn. Ây. Ủa, cái phượng này hôm bữa ông Tịnh nó chụp nè. Mà giờ rụng hết rồi. Ôi, đúng rồi, rụng hết rồi. Giờ mình lấy cái đỏ mình chấm luôn. Rồi bây giờ quay em đi. Rồi được rồi. Giờ thắp nhang trước đi rồi tự nhiên chưa giờ hết muối. Vô lại thắp nhang. Thì những nhóm tháp này đã được khai quật khảo cổ tại nơi này đã phát hiện ra nền móng của những ngôi đền bị sụp đổ lâu năm, cùng với một số gạch ngói và số vật trong lòng các đền tháp có niên đại từ thế kỷ thứ 15. Từ đây tháp có tên gọi là Phố Sanu. Và tháng giêng âm lịch hàng năm dưới chân tháp đều có diễn ra các lễ hội của người Chăm đó.
và để làm lễ cầu mưa và cầu an cho quốc thế và đồng bào. Và mình đã lược sử sơ qua cái nội dung của nhóm tháp chạm này nha các bạn. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình hãy xem một bài hát Hận Đồ Bàn của mình diễn và múa ở đây nha. Bồng ngà vừa khơi
quân chim tiến như tràng bờ. Tiết liên hoàng nhạc tống vang trên xứ trên đồ bàn. Dạ yên bàn cung nữ dân lên cung ca về trà. Ai muốn ăn gì vậy? Muốn ăn gì ạ? Hỏi cái ớt kia, ớt kia tốn 20 ngàn. Không, chú này kho. Ờ, đây cũng ăn cái kho. Hai con cá kho cũng được. Còn cái kho cũng được lâu. Cái gì con lấy gì? Nè, lau đi. Ủa con ăn đẩy trong kia để chảy đi ớt có. Con ngựa. Con quý nè. Con nói sao vậy? Con Alip bị gì nè? Con bị gì? Bị gì bà? Nó lỡ thôi, nó gỡ. Nó ăn sô-cô-la bà, chứ gỡ gì? Nó ăn sô-cô-la đó. Đưa cho mẹ chứ. Đây là một con cá, trời ơi, hấp dẫn quá, thơm dễ sợ luôn. Cá thơm ghê ha, phất phới phất phới. Đây là đặc sản ở của Phan Thiết Mũi Né nha cả nhà. Có đem đây về. Nữa không, nữa không? Món đặc sản của miền Trung Phan Thiết Mũi Né là bánh căn. Bánh căn ăn với lại cá kho, cá nóng ghê. Đặc sản của Mũi Né, Phan Thiết.
hôm bữa ăn rồi giờ ăn nữa, tại ở đây chị thấy món món này ngon thôi à. Rồi giờ mình ăn da ua nha. Xin mời cả nhà. Quá đẹp luôn nha, trước khi đi giới thiệu nha. Đẹp. Đây là số địa chỉ. Có địa chỉ. Mình sẽ chia sẻ một cái địa chỉ chỗ bán bánh căn này ở Phan Thiết Mũi Né cho các bạn xem qua nha. Rồi lúc nào mà muốn đi du lịch Mũi Né thì hãy ghé lại ăn thử, ngon tuyệt vời luôn. Rồi sau clip này thì gia đình mình xin khép lại và trở về Sài Gòn chiều nay. Xin chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Bye bye. Bye bye đi. Hẹn gặp lại. À, nè bà, clip bye bye ông bà cô chú nè. Không phải là ông bà chưa xuống mà. Sớm bà gặp lại. Và một ngày đi chơi khác thì chúng ta sẽ đi đến nha. Rồi, rất hồi chắc mai mốt tôi ta mời mình làm MC. Bye bye. Mai mốt ký hợp đồng nha. Nhờ cả nhà nha. À, cái quán này bán rất là ngon nha, mình trước khi về mình phải ghé lại mình ăn. Nhưng mà nghe nói là còn cái món mì Quảng nữa. Rồi. Đây là địa chỉ nha. Địa chỉ D30 Trương Hán Siêu, thành phố Phan Thiết. Như Nguyệt. Alex nè, tâm sự với ông bà cô chú nè. Alex có gì nói xin không? Xin chào đi con. Alex sẽ cho một bàn khác. À. Xin chào đi con Alex. Cùng nhau để thăm nhà ruột. Và nó cả bài hát. Bạn tặng bài hát nữa rồi. Bạn bài hát. Sao người đây đưa đo trong nhà. Hay quá. Từ đó từ sau. Hay quá. Rồi giờ con nói đi. Nó đàn cà. Nay tức ra là được. Vô chăm chạp đứng bước nâng mẹ. Bài gì vậy? Đây là bài của Nobita. Rồi bây giờ nói ra ông bà cô chú ơi. Giờ nói thì giờ con nói đi. Chúng ta sẽ có một nghệ sĩ mới. Chúng ta có một cái bông. Thôi đấy sao mà. Giờ con nói vụ đẩy đi. Con nói cảm ơn bà cô chú đi. Cảm ơn ông bà cô chú. Hãy ủng hộ và quà của con. Để con nhiều nhiều chia sẻ. Để con nhiều nhiều. Chia sẻ nhiều. Chia sẻ nhiều nhiều. Cảm ơn ông bà cô chú. Con cảm ơn ông bà cô chú. Rồi máy bay con. Máy bay. Hay, dễ thương quá. Hay, vậy đó. Mai mốt mày có cái clip nào ấy cho nó đóng thì còn thấy nhỏ này hay quá. Và sau khi ăn trưa xong thì gia đình mình sẽ lên xe và thẳng tiến về Sài Gòn luôn. Trên đường về thì gặp một trận mưa rất là to, cho nên chuyến về này thì nó dài hơn, mất tới 3 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ thì mình xin khép video này lại, kết thúc chuyến đi du lịch Mũi Né Phan Thiết nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến du lịch sau và những mẫu đầm của tuổi trung niên khác để giúp cho các bạn xem cho vui nha. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.